Đây là quảng trường Lâm Viên Đà Lạt. Lượng khách địa phương và khách du lịch đổ về rất đông. Trên khán đài của quảng trường Lâm Viên không còn một chỗ trống. Năm nay thời tiết Đà Lạt rất là thuận lợi, không có mưa. Thành ra rất thuận lợi cho người dân địa phương và khách du lịch đi chơi đêm Trung Thu. Không một chỗ trống. Một chỗ trống nào hết. Cạn cái kìa. Nhưng mà khi đó là hoa. Rồi rồi lên hoa thì mình phải ăn.